này các bạn nướng 350 độ F 15 phút, và sau đó thì lấy ra xịt nước liền để nguội rồi cho vào nướng thêm 300 độ F, nướng thêm 15 phút nữa. Vậy là hoàn thành cái bánh không bị khét. Và lần này thì không có quét nước đường hay là bất cứ cái gì lên trên mặt bánh nha.